Đồng hồ Đức Duy xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại với tiếp theo của Văn Đức Duy đồng hồ cổ ạ. Trong phiên video ngày hôm nay em lên 20 mẫu các bác nhé. Thì 20 mẫu ngày hôm nay rất là thập cẩm các bác ạ. Cơ bin, rồi Thụy Sĩ, rồi Nga, rồi Nhật, rồi cũng có cả tàu nội địa luôn các bác nhé. Hôm nay là thập cẩm cho tất cả các bác cùng chơi và cùng sưu tầm những chiếc đồng hồ ưng ý nhất nhé. Thì bây giờ xin phép lên mã đầu tiên. Em lên mã đầu tiên là một chiếc đồng hồ Boreal các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Boreal, chiếc này đồng hồ của nữ các bác ạ. Có size mặt là 25. 25 x 24 các bác nhá. Thì chiếc này là chạy bộ máy co tay của Thụy Sĩ các bác ạ. Chiếc Boreal của nữ, chiếc này cũng rất là cổ rồi. Chiếc này sản xuất năm thập niên 8X các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Boreal. Dây liền các bác ạ, dây liền rất là đẹp. Một chiếc đồng hồ nữ Boreal mã số 1, chạy bộ máy co tay, bọc vàng cả dây, dây thiết kế dây lụa, mặt vàng mỡ gà. Em đang giao lưu với giá mã số 1, em đang giao lưu với giá là 1.200.000. 1.200.000 mã số 1 các bác nhá. Chạy bộ máy có tay đến từ Thụy Sĩ. Tiếp theo em lên một chiếc mã số 2. Mã số 2 là một chiếc đồng hồ Burberry. Chiếc đồng Burberry này là của nữ các bác nhá. Có size mặt là 30. Size mặt là 36 các bạn. Đối với các dòng thời trang, các dòng đời mới thì size 36 sẽ là size của nữ. Thì size nam sẽ ra là size 42 các bác nhá. À 43 các bác nhá. Đấy nó sẽ là size 42, 43. Thì hôm nay em lên một chiếc đồng hồ cả của nam, cả của nữ luôn, phục vụ cho tất cả các bác này. Các bác có thể đeo những chiếc đồng hồ mang tính chất đồng hồ đôi, vẫn là ok. Thì chiếc này được sử dụng một bộ máy pin Chronograph của Nhật các bác nhá. Đây bẩn thôi các bác ạ, hàng tồn kho nó bẩn. Một chiếc đồng hồ Burberry size 36 của nữ em đang giao lưu với giá là 900.000. Lên cho em mã số 2. Mã số 2, 900.000, một chiếc đồng hồ Burberry, chạy máy pin của Nhật và hàng tồn kho, còn chưa bóc siêu, chưa bóc ly lông, 900.000. Giá rất ok, rất hợp lý cho tất cả các bác mua tặng nhá. Tiếp theo, có ngay một chiếc mã số 3. Mã số 3 là một chiếc đồng hồ Burberry của nam các bác nhá. Thì chiếc này size 42, em đã đo từ trước rồi. Thì chiếc này là toàn thân là thép, mạ tĩnh điện đen, được chưa ạ? Chiếc này cũng được sử dụng bộ máy pin của Nhật với tính năng Chronograph các bác ạ. Size 42, toàn thân dây vỏ bằng thép được mạ tĩnh điện đen, rất là cá tính, rất là khỏe khoắn. Mã số 3 làm chiếc đồng hồ Burberry. Các bác có thể chốt mã số 1, mã số 2 để làm đồng hồ đôi nhá. Thì chiếc này mã số 3 em đang giao lưu với giá là 1.500.000. 1.500.000. Độ mới cũng rất là mới, rất hàng trưng bày thôi. Chiếc này hôm nay em vừa mới bóc ni lông xong, đáy vẫn còn ni lông các bác nhá. 1.500.000 lên cho em mã số 3. Tiếp tục em lên một chiếc mã số 4. Mã số 4 là một chiếc đồng hồ cơ cổ các bác nhá. Một chiếc đồng hồ cơ cổ Henry Sandot, vỏ thép inox, chạy bộ máy có tay, có size mặt là 33, mặt đen bao công, có tay đến từ Thụy Sĩ, một thương hiệu Henry Sandot. Một chiếc đồng hồ cơ cổ em đang giao lưu với giá mã số 4, em đang giao lưu với giá là 1.200.000. 1.200.000 mã số 4 các bác nhá. Cơ cổ Thụy Sĩ Henry Sandot mã số 4, 1.200.000. Tiếp theo em là một chiếc mã số 3. À mã số 5. Em là một chiếc mã số 5 các bác nhá. Mã số 5 là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Forbel các bác nhá. Thì chiếc này chạy máy pin của Thụy Sĩ các bác ạ. Một chiếc đồng hồ máy pin,
vỏ bọc vàng, đáy thép inox, mặt trắng tinh khôi. Số học trò có size mặt là 34. Một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, pin Thụy Sĩ coi nhá, bọc vàng. Chân càng có chút một chút xíu độc đáo. Forbes. Máy pin bọc vàng, mặt trắng tinh khôi, trắng ngọc trinh. Chiếc này mã số 5. 1 triệu cho tất cả các bác cùng giao lưu. Chỉ có 1 triệu thôi, có ngay một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Mã số 5, 1 triệu, size 34. Tiếp theo anh em chiếc mã số 6 các bác nhá. Mã số 6 là một chiếc đồng hồ Citizen đại bàng các bác ạ, một chiếc đồng hồ Citizen có size mặt là 36, toàn thân là thép inox. Chiếc này thì rất là cổ rồi. Chiếc Citizen với phiên bản cổ điển, đáy vẫn còn ni lông các bác thấy chưa? Đáy vẫn còn siêu. Rất tiếc là cái dây lại không zin các bác nhá. Em nghĩ nó là dây zin nhưng mà cái khóa này không zin này, cái búp này là không zin này. Đó, một chiếc đồng hồ Citizen đại bàng chạy bộ máy automatic 21G. Chiếc này là hàng Nhật nội địa các bác nhá, sản xuất những năm thập niên 197X này các bác này. Đó, các bác có thể nhìn thấy dây đây. Chiếc này dây zin rồi nhưng mà cái búp nó không zin thì sẽ có giá yêu thương cho tất cả các bác cùng về chơi nhá. Chỉ loanh quanh hơn triệu chút xíu thôi. 1.200.000 cho tất cả các bác cùng chơi. Citizen đại bàng automatic Nhật nội địa. 3 kim, 2 ô cửa lịch. Mã số 6, 1.200.000. Citizen phiên bản đại bàng. Tiếp theo là một chiếc mã số 7 các bác nhé. Mã số 7 là một chiếc đồng hồ Zado Matatan. Một chiếc đồng hồ Zado với form trứng, mặt xanh cửu long, xanh cô bàn, xanh phong thủy, có sai mặt là 35. Với form quả trứng, kính mài vạn, núm nguyên zin, đáy ba cá. Một chiếc đồng hồ Zado, một phiên bản bền, một phiên bản nồi đồng cối đá. Các bác thấy chưa? Toàn thép là thép, mặt xanh. Manhattan Zado Thụy Sĩ. Em đang giao lưu với giá mã số 7 các bác nhé. Mã số 7 em đang giao lưu với giá là 2 triệu lên cho em mã số 7. Kính mài vát còn rất mới. Mã số 7, 2 triệu. Tiếp theo lên chiếc mã số 8. Mã số 8. Đó. Mã số 8 là một chiếc đồng hồ như ban đầu em đã nói. Như ban đầu em đã giới thiệu tất cả các bác, nó là một chiếc đồng hồ của Đài Loan các bác nhé. Hay gọi là một chiếc đồng hồ tàu xịn đấy ạ. Tàu nội địa thì đúng hơn. Đấy, tàu nội địa các bác nhé. Mang thương hiệu Xin Lăng. Mặt vàng mỡ gà, có vân sóng biển, có tính năng lúm cổ chải, độ mới rất mới, siêu năng. Chạy bộ máy cơ automatic các bác. Các bác đã chơi những chiếc đồng hồ cổ của các dòng Xin Long hay là Sang Long hay là một số thương hiệu của Trung Quốc hay một số thương hiệu của tàu cổ như những chiếc đồng hồ để bàn, đồng hồ con gà chẳng hạn. Đấy thì là bộ máy rất là bền. Một phiên bản Xin Long, một phiên bản cơ automatic, cọc số còn đính đá nó mới ác tỷ các bác ạ. Liền dummy mạ vàng, mặt vàng 3 kim, 2 ô cửa lịch, 1 ô góc 3 giờ, ô 6 giờ, góc 12 giờ. Còn lại tất cả đính các viên đá này. Có size mặt là 39 các bác nhé. Size mặt là 39. Một chiếc đồng hồ size nam còn nguyên hộp các bác ơi. Đó, còn nguyên hộp. Thì có giá yêu thương tất cả các bác cùng chơi. 1.500.000. 1.500.000.
chiếc đồng hồ mang tính chất sưu tầm, đeo cũng rất là đẹp, chạy rất là chính xác. Một chiếc đồng hồ rất là đẹp. 1.500.000 mã số 8. Tiếp theo là chiếc mã số 9. Mã số 9 là một chiếc đồng hồ không tên. Không tên ở đây có nghĩa là không hiểu tại sao cái mặt nguyên zin mà lại bay mất tên đó. Một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Hamilton, chạy bộ máy cót tay vỏ thép inox, có size mặt là 33. Size mặt là 33, một chiếc đồng hồ Hamilton vỏ thép inox, chạy bộ máy cót tay. Các bác có thể nhìn thấy chữ Hamilton ở đây. Đó. Chiếc này thì có mã số 9 các bác nhá. Mã số 9 em đang giao lưu với giá là 1.200.000. Cho tất cả các bác về chơi và sưu tầm. Các bác có thể vẽ mặt mất khoảng độ tầm 200k nữa. Các bác có em chiếc đồng hồ Hamilton với thiết kế vỏ thép inox, bền 5 tháng, bền thời gian. Được chưa ạ? 1.200.000. Mã số 9. Tiếp tục có ngay một chiếc mã số 10. Mã số 10 là một chiếc đồng hồ Sovereign Regal. Một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ, chạy bộ máy cót tay các bác nhá. Đó, mặt chảy tỉa. Chiếc này thì là vỏ được thiết kế bằng aluminum này. Là vỏ, nghĩa là vỏ nhôm siêu nhẹ, siêu cứng, siêu bền các bác nhá. Siêu nhẹ, siêu cứng, siêu bền. Là một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ, có size mặt là 34. Size mặt là 34, à 35. Úi giời, size 35. 1 triệu cho tất cả các bác cùng chơi là 1 triệu. Một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ vẫn cứ là ghép dây cho tất cả các bác cùng chơi và cùng sưu tầm. Đeo lên tay chiếc đồng hồ với vỏ nhôm thì rất là nhẹ luôn, aluminium. 1 triệu mã số 10. Sovereign Regal. Đó, mặt chảy tia, mặt trắng rất là đẹp. Bên sau có hơi mòn tí nhưng mà nó là bên sau, không ảnh hưởng gì cả các bác ơi. Chỉ có 1 triệu thôi, các bác có thể chơi những chiếc đồng hồ mang tính chất sưu tầm cũng như mang tính chất gọi là cổ điển vintage watch đó. 1 triệu mã số 10. Tiếp theo anh em chiếc đồng hồ Nga. Chiếc đồng hồ Raketa, tên lửa các bác nhá. Raketa tiếng Nga là tên lửa, có size mặt là 40. Một chiếc đồng hồ Raketa với lịch vạn niên, 3 kim 2 ô cửa lịch các bác nhá. Núm này lúm chỉnh lịch các bác này. Chạy bộ máy cót tay đến từ Nga, sản xuất năm thập niên 1980X. Một chiếc đồng hồ Raketa. Em đang giao lưu với giá mã số 11. 1.200.000 mã số 11. Đấy, hàng này rất là nhẹ, rất là dễ chơi. Chỉ loanh quanh hơn triệu mà thôi. Raketa 1.200.000 đến từ Nga. Rồi. Mã số 11. Size 40, siêu to. Tiếp theo, em lên một chiếc mã số 12. Mã số 12 là một chiếc đồng hồ Technote các bác nhá, một chiếc đồng hồ Technote. Chiếc này hàng chính hãng, chạy máy pin. Một chiếc đồng hồ Technote chính hãng, chạy máy pin, có size mặt là 39, liềng không xoay, với thiết kế rất thể thao. Các bác có thể nhìn thấy mặt đây, mặt đen trên nền tảng sơn chữ trắng, chỉ có đen và trắng thôi, hai màu kết hợp rất là nổi bật. Đáy cũng logo hoa văn hoa thị, đáy cũng nhìn rất là tàu ngoằng. Một chiếc đồng hồ Technote size 39, chạy máy pin, chính hãng của Nhật, sản xuất tại Nhật các bác nhá. Thì chiếc này có size 39, em đang giao lưu với giá là 1 triệu cho tất cả các bác cùng chơi. Đó, 1 triệu thôi. Sẽ ghép dây tất cả các bác về sẵn đeo và sẵn lên tay. 1 triệu Technote. Chronograph tính năng thể thao. Mã số 12.
Tiếp theo là một chiếc mã số 13 các bác nhé. Mã số 13 là một chiếc đồng hồ vơ sạc. Đấy, chiếc đồng hồ vơ sạc. Em tạm thời bóc ni lông ra để đây để em xoay cho các bác cái liềng nhá. Liềng này liềng xoay được các bác ạ. Một chiếc đồng hồ vơ sạc đến từ Nhật Bản. Đó, chạy máy pin của Nhật các bác nhá. Chiếc này chạy máy pin của Nhật có size mặt là có size mặt là 42, vỏ mạ vàng, đáy thép inox. Độ mới cực kỳ cao. Còn nguyên zin, nguyên bản. Đáy thép inox có tính năng vẫn cứ là bấm giờ thể thao. Một lịch góc 4:30 các bác nhá. Một lịch góc 4 giờ. Một chiếc đồng hồ vơ sạc mang thương hiệu thời trang. Một chiếc đồng hồ thời trang rất là đẹp. Mạ vàng. Bên này là lịch tuần các bác nhá. Bên này là chỉ gì nhỉ các bác nhỉ? Em thấy số 60 này. Các bác khám phá giúp em được không? À, bên này là để bấm thể thao, bấm giờ thể thao. Khi kim này chạy vào đây sẽ chạy đây một lắc. Đó. Bên dưới sẽ là kim dây rồi. Chuẩn nó sẽ là như thế rồi. Một chiếc đồng hồ vơ sạc size 42, vỏ mạ vàng, đáy thép inox. Độ mới rất cao, còn zin cả nguyên dây nguyên khóa. Chạy máy pin của Nhật, lúm có logo. Mã số 13. Em đang giao lưu với giá là 1.600.000. Mã số 13. Một chiếc đồng hồ vơ sạc. Độ mới còn rất là mới các bác nhá. Vỏ mạ vàng. Hình loanh quanh như kiểu hàng tồn kho đấy các bác ạ. 1.600.000. Đấy các bác thấy chưa? Nó sẽ nhảy một lắc đây. Đấy. Nhảy lửa lắc đấy ạ. Tiếp theo là một chiếc mã số 14 các bác nhá. Bắt đầu chuyển sang tiết mục cơ cổ. Cơ cổ với những chiếc đồng hồ giá tầm trung. Một chiếc đồng hồ giao đô. Chạy bộ máy automatic 25G với thiết kế liềng băm khí ấy. Có size mặt là 36 quát nhá. Một chiếc đồng hồ Zado 2 cá. Em đang giao lưu với giá là mã số 14. Mã số 14. 4 triệu lên cho em mã số 14 quát nhá. Zado 2 cá 25G. Cơ automatic, mặt vân xước thớ sọc, một lịch lốm nguyên zin, kính nguyên zin. Được chưa? 4 triệu lên cho em mã số 14. Lốm zin. Tiếp theo là một chiếc mã số 15. Mã số 15 là một chiếc đồng hồ nữ các bác nhé. Một chiếc đồng hồ nữ, nam tay nhỏ, nữ tay to. Một chiếc đồng hồ độc dị lạ với thiết kế bằng vỏ đá các bác nhé. Có size mặt là 30 thì sẽ hợp với các bác nữ hơn. Nhưng mà chiếc này cũng rất là độc. Chạy máy pin của Thụy Sĩ. Một chiếc đồng hồ Tissot với thiết kế vỏ đá, zin cả dây cả khóa, chính hãng các bác nhé. Một chiếc đồng hồ Tissot chính hãng, zin cả dây cả khóa, vỏ đá. Các bác nào chơi đá nhiều, chơi đồ bằng đá nhiều thì các bác có thể là chơi những chiếc đồng hồ này. Một chiếc đồng hồ vỏ đá là một chiếc đồng hồ rất là hiếm và rất là độc. Các bác đã đeo những chiếc đồng hồ vòng đá, những chiếc nhẫn đá thì các bác không thể bỏ lỡ những chiếc đồng hồ vỏ đá. Mã số 15. Mã số 16. À, mã số 15 các bác nhá. Chiếc này mã số 15 em đang giao lưu với giá là 1.500.000. Một chiếc đồng hồ Tissot chính hãng. 1.500.000. Mã số 15, 1.500.000. Tiếp theo là chiếc mã số 16 các bác nhá. Mã số 16 là một chiếc đồng hồ long zin. Một chiếc đồng hồ long zin với thiết kế form tay có size ngang. Size ngang là 31 các bác nhá.
một chiếc đồng hồ form tanh mà size 31 là size rất là to đấy các bác ạ. Size dọc là 38 39 38 các bác nhá. Vỏ bọc vàng chạy bộ máy có tay hai kim, độ mới còn rất là đẹp, đáy còn nguyên xỉu, lúm nguyên zin nguyên bản, mặt vàng mỡ gà. Vỏ bọc vàng, mặt vàng mỡ gà. Được chưa? Chạy bộ máy có tay đến từ Thụy Sĩ. Một chiếc đồng hồ long zin hai kim. Long zin là một thương hiệu đình đám, một thương hiệu rất là được nhiều người ưa chuộng tại Việt Nam nói riêng và thị trường châu Á nói chung các bác nhá. Thì chiếc này em đang giao lưu với giá mã số 16. Mã số 16 em đang giao lưu với giá là 4.500.000. 4.500.000 mã số 16 các bác nhá. Long zin, độ mới còn nguyên siêu. Hầu như những chiếc còn nguyên siêu này, siêu xưa này thì đa số là những chiếc được người chơi trước siêu tầm các bác nhá. Được người trước siêu tầm hoặc là những người rất là cẩn thận. Mã số 16, 4.500.000. Tiếp tục có ngày một chiếc mã số 17 cũng là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Zado World Travel, có size mặt là 35. Một chiếc đồng hồ Zado thế giới, vòng quanh thế giới, mặt mỡ gà, vân tròn xoáy tâm, thiết kế hai lòng viền ngoài, vỏ bọc vàng, đáy thép inox hai cá lúm nguyên zin nguyên bản, chạy bộ máy automatic 30G đến từ Thụy Sĩ, vỏ bọc vàng 20 micron. Đây có chuyện ở góc này các bác nhá. Chiếc này thì em đang giao lưu với giá mã số 17 các bác ạ. Mã số 17 em đang giao lưu với giá là 4.500.000. 4.500.000. Hầu như đa số những các dòng đồng hồ Zado để bị mòn các đầu càng, nếu mà nó sẽ không bị mòn sẽ rất là giá cao các bác nhá. Các bác lưu ý giúp em. Đó, đa số nó sẽ bị mòn. 4.500.000 một chiếc đồng hồ Zado World Travel. Chiếc này kính vẫn còn nguyên zin các bác nhá. Mã số 17. Tiếp theo lên chiếc mã số 18 các bác nhá. Mã số 18 là một chiếc đồng hồ Zodiac các bác ạ, một chiếc đồng hồ Zodiac có size mặt là 35. Vỏ vẫn cứ là bọc vàng, đáy vẫn cứ là thép inox cho tất cả các bác cùng chơi. Một chiếc đồng hồ cơ cổ, cơ auto chiếc này thì size 35 là chiếc size rất là to. Mặt chảy tia với thiết kế logo ở góc 9 giờ và hai cửa lịch là góc 3 giờ. Hai điểm chỉ này rất giống đường băng. Mặt chảy tia logo lỗi đây góc 12 giờ đây rồi. Mã số 18 em đang giao lưu với giá là 4 triệu lên trên mã số 18 qua nhá. Zodiac là một thương hiệu rất là cổ điển, một thương hiệu đa số là sử dụng trong các bộ máy rất cổ, hay có nghĩa là một thương hiệu tuổi đời cũng rất là lâu năm đấy các bác nhá. Zodiac size 35, vỏ bọc vàng, em đang giao lưu với giá là 4 triệu con này lịch bơm các bác nhá. Lịch bơm đó, sản xuất những năm thập niên 198X rồi các bác ạ. Đáy có logo, cán cân công lý, automatic Thụy Sĩ, một thương hiệu cổ điển, một chiếc đồng hồ vintage size 35, vỏ bọc vàng. 4 triệu lên trên mã số 18. Tiếp tục có ngày một chiếc mã số 19 các anh nhá. Mã số 19 nằm chiếc đồng hồ Regency các anh nhá. Một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ có tay. Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ có tay, mặt chảy tia, vỏ bọc vàng. Có size mặt là 34. Sắp là 34 các anh nhá. Đáy thép inox này. Vàng, vỏ bọc vàng chiếc này vỏ còn rất là đẹp và bén cạnh. 34 cũng là một size đồng hồ gọi là size vintage, chuẩn vintage. Mã số 19 em đang giao lưu với giá là 2 triệu lên trên mã số 19 nhá. 17G. Em đang giao lưu với giá là mã 19, 2 triệu mã 19.
Tiếp theo là chiếc mã số 20. Mã số 20 là chiếc đồng hồ mã số cuối cùng ngày hôm nay, là một chiếc đồng hồ Tradition các anh nhé. Một chiếc đồng hồ Tradition có size mặt là 33 các bạn nhé. Size mặt 33, vỏ bọc vàng toàn thân. Chiếc này thì lúm nguyên zin nguyên bản, lúm có logo, vỏ bọc vàng còn rất là đẹp. Bọc vàng 10K Gold Feel đến từ Thụy Sĩ. Mặt trải tia 3 kim mono cửa lịch, cơ auto 17 giây. Tradition đó. Seal quyết định là có hỗ trợ cót tay các bác nhá. Thiết kế kết hợp một bộ dây chun còn rất là đẹp. 4.500.000. Mã số 20 rất nhanh. Đấy. 4.500.000. Mã số 20, mã số cuối cùng ngày hôm nay, một video nên đầy đủ thập cẩm, pin cơ lẫn lộn. Thụy Sĩ, Nga, Nhật, tàu đấy, đầy đủ các bạn. Hàng nói rất rõ cho tất cả các bác cùng chơi. Các bác mua hàng của bên em rồi thì các bác cũng rất là biết tính, rõ ràng. 4.500.000 mã số 20 em chốt phiên ngày hôm nay bằng một chiếc đồng hồ Tradition. Em xin phép xin chào và hẹn gặp tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ. Các bác nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh để được theo dõi những video mới nhất của shop. Các bạn nhớ kết bạn Zalo, số Zalo em ghi ở trên bài các bác nhé. Để xin phép xin chào và hẹn gặp tất cả các bạn.